Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Hôm nay là phiên buổi chiều ngày 16 tháng 8 năm 2019. Chúc cả nhà một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả và thật là thành công, viên mãn trong cuộc sống. Và hai số điện thoại vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Hình thức chuyển hàng của gia đình nhà em là chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Khi các bác nhận hàng thì thanh toán giúp em cả tiền hàng và tiền cước cho bên bưu tá người đi phát hàng cho mình nhé. Tiền cước là do bên bưu điện tính. Và cái này thì đã có bảng cước chung của bên bưu điện rồi ạ, nên các bác thì yên tâm. Và sau đây thì hôm nay thì hàng nhà em thì cũng chưa cập bến hết. Và hiện tại thì em sẽ update những mặt hàng mà gia đình nhà em còn. Chiều tối nay thì chắc em sẽ lên một cái video clip nữa, tại vì hàng về khá là muộn. Và thông báo là ngày mai thì nhà em về thêm mới lô đai châu rừng, số lượng lớn đấy nhá các bác nhá. Hôm nay thì còn một ít đai châu rừng thì em sẽ bán thanh lý nốt với giá rất là rẻ để cho các bác về các bác sưu tầm ạ. Và những mặt hàng phân thuốc thì hôm nay em sẽ giới thiệu để mọi người nắm bắt được. Trước tiên là chế phẩm Hùng Nguyễn này. Cái này thì 6 trong 1. Cái này sản phẩm này thì sử dụng khá là nhiều, 25.000 đồng một lọ chế phẩm Hùng Nguyễn. Tiếp theo nữa đó chính là cái Kiji xanh, là loại này là loại dạng phun này, 60.000 đồng một lọ. Loại bôi này là 70.000 đồng một lọ này. Antonic kích thích tăng trưởng cho cây trồng 10.000 đồng một gói. Phisan chống thối nhũ này 10.000 đồng một gói. Loại dạng lọ Phisan là 55.000 đồng một lọ. Tiếp theo là phân bón lá. Em có 3 chỉ số 30-10-10, 6-30-30 và 20-20-20 là 25.000 đồng một lọ, đồng giá nhé các bác nhé. Decamon 65.000 đồng một lọ. Bencola xử lý giá thể cho cây 25.000 đồng một lọ. N3M kích rễ cực mạnh 20.000 đồng một lọ. Keo liền sẹo thì có hai loại, của Mỹ Tiến là 30.000, keo liền sẹo của Mỹ Đen là 50.000. Tiếp theo nữa Kin Kin Bun, sản phẩm chống thối nhũ hiện tại đang sử dụng rất là hot trên thị trường, 45.000 đồng một gói. Siêu Lân là 10.000 đồng một gói. Siêu Lân thì sắp hết rồi. Tiếp theo nữa là Nano Đồng 30.000, Nano Bạc là 35.000, B1 Thường là 20.000 đồng một lọ, B1 Thái là 40.000, B1 Mỹ là 40.000, An Chan Côn 40.000 đồng một gói. Olicit trị các bệnh do nấm gây ra, loại này 40.000 đồng một lọ. Đầu Châu hiện tại thì có đầu Châu Kích Hoa và đầu Châu Dưỡng Hoa Lô Tàn là 7-1, 9-1 là 25.000 đồng một lọ. Rooting Power kích thích bộ rễ phát triển cực mạnh là 230.000 đồng một lọ. Diệt kiến là 5.000 đồng một gói ạ, 5.000 đồng một gói. Và tiếp theo nữa đó chính là Ridomingo này, trị các bệnh thán thư vàng lá rồi thối nhũn này, 50.000 đồng một gói. Còn đây là Super Humi phát triển bộ rễ cho cây, 55.000 đồng một lọ. Super Thai hiện tại thì em có lọ to nhất là 330.000. Và nhà em cũng cung cấp cái bộ 3 sản phẩm của bên anh Nguyễn Quốc Tư, đó chính là bao gồm một lọ nấm Chigo Dema tạo bột 1 cân 120.000, phân bón lá Pesumonat là 130.000 và dịch chuối, một chai dịch chuối là 40.000. Đấy, tổng bộ sản phẩm này là 290.000. Các bác khi đặt hàng thì em sẽ gửi kèm theo một cái tờ hướng dẫn sử dụng nhé. Và đây, thực ra cái bộ 3 sản phẩm thì có thể kết hợp thêm với đó chính là phân bón web là 140.000. Cái này cũng là sản phẩm của anh Tư này. Và thứ hai nữa, tinh dầu thảo mộc 90.000 đồng một lọ. Còn nhà em cũng cung cấp những dạng túi lưới. Đây là túi lưới bón cho phân dê này. Đoạn này là loại cắt sẵn này. Về các bác chỉ cần ghim hai đầu cho phân ở trong, 20.000 đồng một túi ạ, 20.000 đồng một bó. Còn cái đây là cái túi lưới lót chậu ạ, 1.000 đồng một cái. Phân vàng Mỹ là 150.000 đồng một cân, 150.000 đồng một cân ạ. Rêu rừng là 60.000 đồng một cân. Đây là một túi nửa cân này, được rất là nhiều. Và hiện tại thì cái bao phân dê của anh Nguyễn Quốc Tư thì nhà em vừa cập nhật thêm về số lượng nhiều. Và một bao 7 cân này, một bao 5 cân em bán là 170.000 nhé. Cái này thì các bác đang hỏi rất là nhiều và hôm nay thì mới hàng mới về đến chỗ cơ sở em ạ. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu những mặt hàng hoa trong phiên chiều ngày hôm nay. Hồi hôm nay thì còn số lượng mỗi loại cũng có ít thôi ạ. Đầu tiên đó chính là
trầm rồng đỏ hàng cốc một cây này em bán là 180.000 đồng một cây. Đặt một cặp em đã bán là 350 nhá. Còn số lượng ít còn 5 chậu thôi. Tiếp theo nữa đây là trầm 990 ạ. Trầm 990, hoa màu trắng rất là đẹp. Cây rất là cứng cáp và khỏe mạnh nha các bác nhé. Hoa trắng họng họng tím. Nó cũng khá giống với cái dòng phi điều của mình, được cái là hoa rất là thơm. Em bán là 180 một bầu. 350 một cặp. Tiếp theo nữa đó chính là năm cánh trắng họng hồng. Năm cánh trắng họng hồng. Đây. Hàng từ kỳ thân già này. 150.000 đồng một bầu, năm cánh trắng họng hồng ạ. Phụ nữ vàng kim cương 30.000 đồng một cốc, còn số lượng ít thôi. 30.000 đồng một cốc ạ. Giả hạc Philippines. Đấy. Một chậu cốc cây giống như vậy em bán là 30.000. À, 100.000 đồng 3 bầu, tức là 35.000 đồng một bầu lẻ. Còn đây là giả hạc Đắk Lây ạ, cũng 100.000 đồng 3 bầu. Giờ còn cây nó không được đẹp lắm. Một số cây thì nó không được đẹp nên em bán thanh lý luôn. Là 100.000 đồng 3 bầu vòng với giả hạc Philippines nhé. Em bán thanh lý giả lỗ luôn ạ. Tiếp nữa đó chính là Hoàng đế Đại Bạch Long. Hoàng đế Đại Bạch Long ạ. Một bầu cây rất là dài như vậy. Chiều dài thân thì nó rơi tầm khoảng 35-40 cm. Đo theo chiều dài tay của em. Và em bán một bầu là 250.000. 250.000 đồng một bầu. Còn hai bầu phi điệp hàng Nga này. Đấy. Phi điệp hàng Nga cũng 250 một chậu nhé các bác nhé. Màu hoa của hàng Nga thì là một màu hoa trắng ám xanh. Còn Hoàng đế Đại Bạch Long thì nó lại là một màu hoa trắng tinh ạ. Cái này thì hai màu hoa khá là khác biệt. Các bác có thể sưu tầm những dòng này mỗi loại một chậu để cho vườn mình phong phú. Cái loại này mà khi nó trưởng thành ấy thì thân dài của nó có thể hơn 1 mét là chuyện sức bình thường nhé các bác nhé. Còn tiếp theo đây đó chính là Thiên Nga. Thiên Nga thì nhà em bây giờ số lượng nó cũng không đồng đều nhau lắm. Ví dụ như Thiên Nga màu xanh này, Thiên Nga màu đỏ này, màu đỏ nhiều. Còn đâu là những loại Thiên Nga màu đen, màu nâu. Màu nâu chỉ còn duy nhất 3 bầu thôi, nhưng mà lá nó rụng rồi. Thì bây giờ em bán thanh lý cái màu nâu này. Chủ yếu Thiên Nga thì mình sống bằng cái củ giả hành của nó. Ví dụ như vậy này, ví dụ đây là cái Thiên Nga khi hàng mới về. Tuy nhiên thì thời tiết mùa này nó nóng nên lá của nó rụng rất là nhanh. Và đến một cái thời điểm trưởng thành của cây ấy, cây Thiên Nga này ấy, thì nó cũng sẽ đến cái thời điểm mà nó rụng hết lá như những cái dòng này. Đây là lý do tại sao những cái thân già của nó này, các bác để ý này, những cái thân già của nó tại sao cũng là những cái cây trơ trụi không có một cái cọng lá nào. Đến một độ tuổi nào đó thì nó cũng sẽ đến thời điểm như vậy thôi. Và cái Thiên Nga màu nâu này thì em cũng đã cắt bớt hết lá đi rồi. Và ba chậu này em sẽ thanh lý là 150.000. Nghĩa là 50.000 đồng một chậu nhé. Bình thường là 80.000 đồng một chậu này. Và hôm nay thì giá thành Thiên Nga em cũng sẽ giảm giá luôn. Nhân những ngày cuối tuần này, cuối tuần thì ví dụ màu xanh này là em bán 80.000 màu xanh. Tất cả hôm nay em sẽ bán 80.000 trừ cái dòng màu, đây là màu vàng ạ. Riêng màu vàng nó xấu mã quá. Tại vì nó cũng rụng lá như cái lá màu nâu rồi. Hôm nay thì em cũng sẽ bán thanh lý luôn. Nghĩa là 50.000 cái dòng màu vàng này. Còn đâu đồng giá màu đen này, màu xanh này và màu nâu, xanh và màu đỏ. Đây là màu đỏ. Cây nó vẫn rất là đẹp. Đấy, thì em bán là 80.000, đồng giá 80.000 một đồng một cây. Còn những cây màu nâu, còn ba cây màu nâu này và một số cây màu vàng này xuống lá nó nhanh quá thì em sẽ bán thanh lý là 50.000 đồng một bầu nhé. Còn châu blue duy nhất một chậu. Chậu này nó hơi mất nước một chút do quên hôm tưới tắm. Em bán là 200.000 đồng một chậu này. Đây là châu anh đào cũng 20.000. À quên, 200.000 một chậu. Đấy, bốn loại là 200.000 một chậu nhé. Chiều nay thì em về cái số lượng loại này thì nhiều hơn. Thì các bác muốn đặt cái hàng mới về thì các bác có thể liên hệ em, bởi vì cái giá hàng mới về là 250 một chậu nha các bác nhé. Em còn 3 cây cửu bảo tiên lai vanda. Cây rất là to và đẹp, tuy nhiên lá của nó hơi bị gập một chút này. Đấy. Thì em bán thanh lý là 200.000 đồng một bầu. 200.000 đồng một bầu cửu bảo tiên lai vanda nhé. 3 cây có chút lỗi lá. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cây. Các bác để ý này, cái cây của nó rất là đẹp. Một số cây khi vận chuyển thì nó lá nó bị gập như vậy thôi, thì em cũng bán theo cái giá thanh lý luôn. Còn tiếp theo đây đó chính là trầm rồng đỏ và năm cánh trắng họng hồng. Em chỉ còn duy nhất 3 chậu. Chậu trầm rồng đỏ này hôm qua có bác chốt rồi, tuy nhiên thì em ghi đơn xong em lại quên mất cái số điện thoại. Nên là bác nào hôm qua mà ưng cái chậu này thì các bác có thể liên hệ lại với em để em ghi đơn nhé. Cây này rất là đẹp, rất là dài đẹp luôn. Tuy nhiên thì một thân thì nó ngắn hơn một chút. Đấy, thân này nó khá là ngắn. Nhưng mà các bác để ý này, thân với gốc rất là đẹp luôn. Thân với gốc rất là đẹp.
cây mập mạp. Cái này thì cho hoa Tết luôn nha các bác nhé. Trầm rồng đỏ hoa đỏ Tết T3 này, em ký hiệu T3 500.000 cái chậu trầm rồng đỏ này. Chiều dài thân này cũng phải đến 60 đến 70 cm rồi. Tiếp theo là dòng gió A4 5 cánh trắng họng hồng, gồm 5 thân, 1.450.000. 1.450.000. Còn đây là hình A6 cũng gồm 3 thân này, A6 5 cánh trắng họng hồng này, 930.000. Em còn một số mặt hàng kg, số lượng ít nữa này. Ở đây là hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam 35.000 đồng một lạng. Đấy. Loại này thì cây nó tặng cây nó cũng khá là nhỏ thôi. Chủ yếu là cái hoa của nó thơm, nó thơm nên là được mọi người sưu tầm này. Trước Phật bà, cái chỗ thanh lý này. Chỗ này. Nhiều mầm, khá là được nhiều giống ạ. Đây ạ, cái chỗ trước Phật bà này. Đa số là những cây nó khá nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mầm gốc thì khá là nhiều như các bác nhé. Cả chỗ lô nhỏ nhỏ này thì em bán là 100.000 này. Được rất là nhiều giống, bởi vì hàng nó nhỏ thôi nên là nhìn nó khá là vụn vặt. Đây ví dụ những cây nhỏ như vậy này. Đấy, 100.000 chỗ mớ này nhé các bác nhé. Ui dồi. Còn chỗ tam bảo sắc này, em với cả lẫn một ít quế tím. Quế tím thì chỗ này thì đa phần là bị lỗi ngọn. Đây có một tỷ khóm này là hàng vẫn ngon đẹp này. Đấy, chỗ này thì đa phần là lỗi ngọn, với cả ngọn nó không được đẹp cho lắm. Với cả chỗ tam bảo sắc này, hàng nó cũng hơi ngọn, nó không được đẹp lắm. Cả lô này em bán là 150.000 nhá. Chỗ này cân lên được khá là nhiều này. Chỗ này cân lên phải được đến gần 2 cân, 150.000. Còn đây là hoàng phi hạc, còn duy nhất một rề này, 130.000 đồng một cân. Cân lên tính tiền đường đấy nhá. Còn tiếp theo đây đó chính là đai châu hàng thanh lý ạ. Đai châu hàng thanh lý em vẫn thanh lý với giá là 500.000 đồng một cân. 500.000 đồng một cân nhá. Đây hàng thanh lý thì cây nó hơi xấu mã một chút, nhưng mà đai châu rừng thì nhiều khi nó do lý do là do khai thác từ rừng về nên là vận chuyển nó bị như vậy. 500.000 đồng một cân nhá. Em bán thanh lý. Và bác nào đặt 3 cân thì em để giá là 470.000. Cái này em bán thanh lý lỗ luôn. Thực ra thì hàng nó cũng bắt đầu ok. Còn tiếp theo đây là hoàng lạp ạ, 130.000 đồng một cân, hàng đẹp luôn, 130 một cân nhé. Mầm non đang lên rất là nhiều, 130 một cân. Còn tiếp theo đây là vảy rồng ạ, chỗ này cũng chỉ còn cân rưỡi thôi, cũng 130.000 đồng một cân, 130.000 đồng một cân ạ. Em có một ít quế giống tháng 8 này, hàng cây nhỏ, quế xếp cây nhỏ nhưng mà nói chung là nó hơi nhăn nheo một chút. Hàng giống này thì em bán là 450 một cân nhé. Hàng quế giống ạ. Quế hàng 8 hàng giống. Một cân thì được rất là nhiều. Chỗ này chắc chỉ có hơn 2 cân thôi. 450 một cân. Hàng quế giống. Và cuối cùng thì em còn một vài hình hoàng nhạn tháng 8. Hàng hôm nay thì còn số lượng ít thôi. Thì các bác ưng hình nào các bác bảo em nhé. Và có lẽ là chắc ngày mai là sẽ về một lô đai châu với cả hoàng nhạn, thì kính mong các bác có thể theo dõi hơn ạ. Hoàng nhạn tháng 8 là một loại hoa phải nói là đệ nhất hương thơm, hoa của nó rất thơm. Và tại sao giá thành của nó đắt? Bởi vì nó căn cứ vào cái độ quý hiếm cũng như là cái độ vẻ đẹp của hoa. Đấy. Hàng này thì em sẽ bán theo cây. Hình số 4 này, hình số 4 gồm một cây, gồm hoa rất là dài này. Hình này thì hôm nay sẽ bớt cho là 450 này, riêng hình này 450. Cây 2 4 cặp lá, 5 cặp lá. Tiếp theo, hình số 44 gồm một cây cũng 450.000. Ngọc hoa thì bị gãy luôn rồi, 450. Hình số 52, hình này gồm 2, 4, 5 cặp lá. Tuy nhiên cái cặp lá ở trên ngọn này này, đầu ngọn này, nó lại hơi bị nát một chút. Cái này chủ yếu các bác để về các bác làm giống, và thứ hai là mình đợi cái ngọn mới nó phát triển thôi. Cây xếp rất là đẹp mà lại bị lỗ như vậy, em bán thanh lý giá lỗ là 350.000. Đây là cái ngồng hoa của nó này, nhưng nó bị trột, thì đảm bảo các bác đây là hoàng nhạn tháng 8 rồi, bảo hành cho các bác luôn. Tiếp theo là hình 54 này, 400.000, gồm một cây. Cái thế của nó là cái thế cong như vậy này, thế cong như vậy, đang một ngồng hoa, một vòi hoa thế cong nhé, 400.000. Hình 54. Hình 56 gồm một cây đang nụ hoa, cái này rễ nó hơi cụt một chút này, 220.000. Tiếp theo là hình 57, 470.000, 2, 4, 6 cặp lá, 6 cặp lá đang ngồng hoa này, một ngồng hoa, 470.000.
Tiếp theo là hình số 62. 62 gồm 3 cây 580.000. Đây là cây thứ nhất này. Đang ngồng hoa này. À 580.000. Đây là cây thứ hai, cây này thì chưa có ngồng hoa. Đây là cây thứ ba, cây này đang ngồng hoa này. Ba cặp lá, đang cặp lá thứ tư. 580. Hình 63 là hình một của một cây. 420.000, 2 4 4 cặp lá đang ngồng hoa này. 420.000. Hình số 68, 530.000 gồm 2 cây. 2 4 cặp lá này. Đều 4 cặp lá. Một ngồng hoa này. Cái này ngồng hoa thứ hai. Cây này thì cái lá của nó hơi bị gập nhiều. Đấy, đây là lý do em bán cái cây này, nó giá nó giá thành nó hợp lý. Cây khá là to nhá. Hình số 70 gồm 1 cây 300.000. À gồm 2 cây, nghĩa là 2 cây nó mọc trên một cái thân mẹ này. Cây này thì em chưa thấy có hoa. Đấy. 300.000 cái khúc này. Hình 71. 500.000 gồm 2 cây. Đây là cây thứ nhất này. Cây này chưa ngồng hoa. Đây là cây thứ hai này. Ngồng hoa nhưng bị gãy mất rồi. 71 này. 500.000 2 cây. Tiếp theo là hình số 73 ạ. Hình 73 gồm 3 cây. Đây là cây thứ nhất ạ. Cây này chưa có ngồng hoa này. Cây thứ hai. Cây này cũng chưa có nụ hoa. Cây thứ ba, nụ hoa thì lại bị mất mất rồi. 450 3 cây. Hình số 75. À hình số 74 ạ, gồm 2 cây. Đây là cây thứ nhất đang ngồng hoa đấy ạ. Đây. Đây là cây thứ hai. Thế của nó hơi cong cong nhá, đây cũng đang ngồng hoa. Hai cây này 400.000. 400.000 2 cây. Tiếp theo hình 75 gồm 2 cây 500.000. Đây là cây thứ nhất ạ. Đang ngồng hoa nhưng nó bị gãy rồi. Đây là cây thứ hai cũng đang ngồng hoa nhé. Đây, cây này đang ngồng hoa đấy ạ. 500.000 2 cây ạ. Hình số 76 là một hình 280.000. Cây này đang ngồng hoa thì bị gãy rồi, ngồng hoa dài quá. Cái này các bác về các bác có thể kích mầm vào những cái thân này. Tiếp theo là hình 79 gồm 2 cây 400.000. Đây cây thứ nhất này, 4 cặp lá, đang cặp lá số 5 này. Đây cây thứ hai cũng đang ngồng hoa. Tuy nhiên hai cây này thì nó bị cháy nắng. Các bác để ý này. Thì ra 400.000 2 cây. Còn duy nhất có vài hình như vậy thôi. Thì có lẽ là ngày mai thì em về có lô hàng mới, em sẽ update những cái mặt hàng mới để cho các bác sưu tầm nhé. Và em xin đọc lại hai số điện thoại liên hệ của cơ sở em là 0393 998895 và 0966 121377. Cảm ơn các quý khách hàng đã luôn ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Kính chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người.